Chi Vu bị cảm. Mình không ngửi thấy gì cả. Cái này cũng không. Chuyện gì vậy thưa bác? Tuần sau là cuộc thi nấu ăn rồi mà bác không thể ngửi gì được. Bởi vì bị bệnh cảm lạnh nên mũi của bác bị tắc. Giờ bác không ngửi được mùi gì cả. Vậy là bác không ngửi được mùi vì mũi tắc. Cháu thử ăn trong khi bịt mũi mà xem. Ồ, lạ thật. Không ngửi được mùi gì luôn. Ôi, cái bánh nướng này thơm quá Pammy. Cậu sẽ tham gia cuộc thi nấu nướng chứ Pammy? Đã đến lúc thể hiện tài năng nấu ăn tiềm ẩn của tớ rồi. Đây sẽ là một kỳ thi khó khăn đấy, bởi vì tớ cũng sẽ tham gia. Cả cậu nữa à Lemmy? Tớ đã nói không có gì tớ không làm được mà. Các cậu nên bắt đầu luyện tập đi là vừa, bởi tớ đang thí nghiệm công thức mới đấy. Này các cậu, tớ có tin mới đây. Tin gì? Nếu cậu bịt mũi lại thì sẽ không thể ngửi thấy gì. Ý cậu là sao? Pammy, mang cho tớ ít hành đi. Đây. Làm sao cậu ăn được vậy? Chúng sẽ không có vị gì nếu tớ bịt mũi lại. Không đời nào. Thú vị quá. Thật không thể tin được. Đúng chưa nào? Tớ sẽ ăn thêm đây. Ăn nhiều đồ ăn cay làm người tớ giống như đang bốc cháy vậy. Tớ cũng vậy. Tớ mệt quá. Nhân tiện, cái này là để cho cậu đấy Chiu. Cái gì vậy? Cái này cho ngày mai nhé. Ngày mai à? Thế không công bằng đâu Yuhu. Cậu đang cố giúp Chiu đạt điểm cao ngày mai. Tất nhiên là không phải. Chiu đang rất chăm chỉ nên tớ muốn giúp cậu ấy. Vậy sao? Này Chiu, cậu biết chúng ta là bạn tốt mà phải không? Các cậu phải chơi đẹp chứ sao lại gian lận như vậy hả? Chiu, tớ có thể cho cậu thứ gì đây? Tớ có thể làm mọi thứ. Tớ ổn, cảm ơn cậu. Mình vẫn thấy nóng nóng người. Ôi trời, chắc mình bị ốm rồi. Làm sao mình có thể làm giám khảo cuộc thi bây giờ? Có lẽ mình nên nghỉ thêm một chút nữa. Được rồi. Xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ dẫn chương trình cho cuộc thi nấu ăn này. Tôi tin là mình đã ngửi được mùi thức ăn ngon tuyệt rồi. Và hôm nay giám khảo của cuộc thi là những đầu bếp nổi tiếng nhất Greenwich. Các cậu hãy chờ xem, thức ăn của tớ là nhất. Tớ đã nói rồi, không gì mà tớ không nấu được. Tớ sẽ là nhà vô địch. Tớ sẽ cho mọi người thấy thức ăn tớ làm sẽ ngọt ngào như tớ vậy. Bí quyết nấu ăn là sự sạch sẽ, một món ăn không có mầm bệnh. Các cậu sẽ được chiêm ngưỡng công thức mới của tớ. Tớ sẽ làm thứ gì đó sặc sỡ giống như mình. Tôi ở đây vì tôi đã khỏi ốm và tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin chào, tôi là... Xin lỗi, hết thời gian rồi. Sau đây sẽ là phần giới thiệu các vị giám khảo. Để những món ăn được nếm thử và đánh giá, chúng ta cần đến vị giám khảo này. Mọi người hãy dành một tràng pháo tay cho Chiu. Tôi đoán là cô ấy chưa đến. Nhưng không sao, bắt đầu nấu ăn nào. Sao các loại nguyên liệu này có thể biến thành thức ăn được đây? Mình ghét nấu ăn. Hãy lắng nghe nào thức ăn. Hãy đẹp như mình đi. Ôi, đẹp y như mình vậy. Khoai tây gì thế này? Có nhiều vi khuẩn quá đi. Mình không thể nấu thứ có nhiều vi khuẩn như thế này được. Ôi không, cái này cũng thế.
Tất cả món ăn đều đã được hoàn thành bởi các thí sinh của chúng ta. Chờ đã, đáng ra phải có 7 món, sao đây mới có 6 món nhỉ? Tôi vừa tìm ra điều quan trọng hơn cả nấu ăn. Thật sao? Đó là gì? Củ hành này rất là cay. Và vì thế là mình chảy nước mắt. Mình không mở được mắt. Tôi sẽ khóc mất. Tôi không kiềm chế được. Tất nhiên là hành sẽ làm bạn chảy nước mắt rồi. Chúng ta bắt đầu đánh giá thôi. Giám khảo của chúng ta hôm nay là Chiwu. Cô ấy vẫn chưa đến. Chúng ta phải làm gì đây? Để tớ đi tìm cậu ấy. Dậy đi nào Chiwu. Yuhu à. Đến phần của giám khảo rồi Chiwu. Ôi không, tớ muộn rồi. Tuyệt vời. Yuhu, người nhanh nhất Greenip đã đưa Chiwu đến rồi. Yuhu lúc nào cũng là tâm điểm chú ý. Cuối cùng Chiwu cũng đến. Hãy bắt đầu đánh giá nào. Được rồi, bắt đầu với món ăn của Yuhu nào. Món của tôi là súp thần kỳ. Chỉ một muỗng thôi cũng đủ làm người ăn hạnh phúc. Vị thế nào? Rất ngon. Được rồi, hãy chuyển sang món của Lemmy nào. Lemmy đã nướng một cái bánh sô-cô-la. Đây không phải bánh sô-cô-la. Vậy đó là gì? Vì tôi quá tay nên nó đã bị cháy. Tôi ghét nấu ăn. Vậy bạn có muốn nếm thử một miếng không Chiwu? Không cần đâu. Vậy hãy chuyển qua món của Pami. Món này được làm khi tôi đang hát nên nó rất là đáng say mê. Vị thế nào? Tôi nghĩ nó rất tuyệt. Tiếp theo là món của Camel. Trông như kẹo dẻo vậy. Hãy đánh giá nào Chiwu. Không mềm tí nào cả. Nó cứng như đá vậy. Hãy giới thiệu món tiếp theo nào. Ôi, mùi hấp dẫn quá. Tôi đã cố hết sức làm ra cái bánh pizza này. Nó có vị thế nào? Rất ngon. Và đây là món ăn dự thi cuối cùng. Hãy nếm thử nào. Đây là món gì? Đây là cuộn mì lớn nhất thế giới. Nó dài quá. Chắc sẽ phải tốn rất nhiều thời gian đấy. Chúng ta đều đã được chiêm ngưỡng các món ăn dự thi. Giám khảo Chiwu sẽ đưa ra quyết định của cô ấy và chọn ra người thắng cuộc. Giờ là lúc chúng ta đang chờ đợi. Vậy giám khảo Chiwu đã sẵn sàng chưa? Tôi đã chọn ra món ăn ngon nhất hôm nay. Nào, bây giờ hãy công bố người thắng cuộc đi thôi. Người chiến thắng cuộc thi nấu ăn hôm nay là... Không tin được, mình thắng rồi. Thắng rồi, mình là người chiến thắng. Ồ, đây là món ăn chiến thắng. Hãy trộn nó đi cúp. Hai người các ngươi đang làm cái gì vậy? Chúng em đã chuẩn bị món ăn này cho ngài. Đó là món ăn vô địch năm nay. Cuối cùng các ngươi đã làm được một việc có ích. Để ta nếm thử xem nào. Ta đang ăn cái gì mà cay thế này? Tệ lắm sao? Em hơi nghi ngờ đấy ông chủ. Chiwu có thể cảm nhận hương vị rất tốt. Đây là món ăn đã giúp tớ vô địch cuộc thi năm nay. Cảm ơn Yuhu. Sao thế các cậu? Có ngon không? Tớ chưa từng ăn thứ gì khủng khiếp đến thế này cả. Sao cậu lại cho Yuhu hạng nhất Chiwu? Thực ra là tớ bị cảm cúm.
và không nếm được thứ gì cả. Tớ nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi thêm một chút. Hẹn gặp các cậu sau. Nói thật đi, Yuhu, cậu nấu món súp này như thế nào? Tớ đã chọn những nguyên liệu tốt nhất để nấu nó. Các cậu nên ăn thêm đi. Tớ nghĩ tớ bị ốm rồi. Tớ cần có việc rất quan trọng phải làm. Tớ cũng phải đi đây. Họ đi cả rồi. Chắc là mình phải ăn một mình tất cả chỗ này rồi.